Nào ra đây nhảy múa đi nào. Thằng Quang, Quang làm dọa, dọa ma đi. À không, bây giờ nên để Linh cũng hát một bài biểu diễn đi để quay bài được chưa? Quang này ra đây dọa ma. Cái bài gì mà này bố thằng mình đi em xô 3.500.000 đồng. Hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng. Nào, bây giờ xin giới thiệu ca sĩ Yến Linh với ca khúc. Ca khúc nào? Xin mời cô trình bày. Để quay. Đấy là ca khúc cháy nhà. À, thì quay ghi âm và quay chuyện. Nào, củ cà rốt đốt cháy nhà, ông cụ già la oai oái, có cụ nhảy tại ô tô đất vào đủ đô, thăm bác hồ vàng, thằng ngu tí đi chăn trâu, ăn quả lâu về lau bố, bố nó đánh nguyễn nó ca, ông công an về giải quyết. Tôi không biết chuyện ra đây các tình trình bố thằng mình đi liên xô mưa phải vô người đất cắt. Thành công thiếu gì nào xin... sau đây xin mời cô ca sĩ Yến Linh với bài khác nào. Chào cơ đi, chào cơ nào, một bài xuyên tạc khác nào. Chào cơ đi. Không, đừng gì nào đi. Chúc mừng kiếm của bà bước chân rồi mắt trên đời rồi người cha đó hắn là hắn hay lời máu như mà hồn mưa sông em thấy hai ngôi sao cả hai ngôi sao nhìn vào các ngôi sao bỏ với chúng nào. Bây giờ cháu Tôm à cháu Quang nghe đọc bài quả trứng gà nhé. Nào cháu đọc. Nào, đọc không chị đọc mất anh em. Cháu đọc. Đọc đây. Đọc bài gì? Bài cái gì quả trứng gà ấy nhỉ? Đây kia. Đi. Cái gì quả trứng gà ấy nhỉ? Quang, nó đọc lên. Đã đọc đi. Anh em. Đọc bài. Cháu đọc. Đọc bài tỉa chút. Cái gì quả, bài cái gì ổ trứng gà nhỉ? Quang. Sao? Quang. Nhặt hết sao? Bài cái gì ổ trứng gà để chị Linh đọc? Cháu nhặt hết vào ngôi sao. Thằng dở. Cái gì ổ trứng gà ấy nhỉ? Ổ trứng gà, có con chim trong đó. Người chú gà con quanh ổ trứng tròn. Trứng tròn. Không nhớ à? Quang đọc nào. Gà con đây yêu chú lắm. Ô chú gà con, tôi ghét chú lắm. Ra đọc bài bài cái gì nhỉ? Ông bị đau chân nhanh ấy. Ông bị đau chân, máu sưng máu phải đi vải chống ngắt. Bước chân khó quá. Bước chân khó quá, thấy ông nhanh nhỏ. Bước chân khó quá, thấy ông nhanh nhỏ. Tôm chơi ngoài sân. Biết chơi. Biết chơi ngoài sân luôn, tôm chạy vào. Ông giống nhanh nhỏ, ông vịt vai cháu đợi ông lên, ông bước lên đền cho lòng sung sướng. Quảng người cúi xuống, cứ ngả đến đau. Ôm cháu xoa đầu, hóa nâu thằng bé với thế mà khỏe vì nó thương ông. Có mấy hôm không kiểm tra bài, bài đã quên. Cháu bài biết bài kia tên leo không? Nếu có thể có em do thì... Đọc ạ.